mà ông ơi hả à, chào đây hôm bữa quay quay ông có thể là chế độ chế cái nào vậy? giống hệt thế này mà gọi là chi phí nó rẻ nhất không à chế cái máy hàn xeo pin mà như thế này giống thế này luôn á mà giống chi... thế này chi phí nó thấp á đơn Chí... giản nhất á chi phí thấp thì có đơn giản cũng có luôn ông à, muốn chế một cái máy hàn xeo pin thế này hay là thế nào tức là nhiều anh em hỏi thành ra là mình cũng bày cho anh em á à thì à nói chung là hướng dẫn anh em làm một cái máy hàn sau pin à, giống như thế này, chức năng y hệt thế này, mà đơn cách đơn giản nhất thì à, đây thì từ thể đây mình sẽ hướng dẫn anh em làm luôn nhé, giống y hệt như thế này mà anh em có thể hàn được sau pin luôn và với một cái cách đơn giản nhất gần như là bàn nào cũng có thể làm được, Đấy, anh em xem video là có thể làm được ngay luôn. À, với linh kiện thì cũng rất là dễ tìm luôn nhá. đây đây ông đợi tôi xíu tôi về lấy đầu này tôi chỉ cho luôn nhé đây anh em đi bái sát vụn này anh em mua cho mình những cái cái ic điều tốc của xe đạp điện đây là cái IC điều tốc của xe đạp điện nhé anh em mua ở sát vụ thì nó rẻ ra 15 20 nghìn đồng hoặc là tùy vào cái mạch sống nói chung là nó cực kỳ rẻ đây là cái điều tốc của xe đạp điện này Đấy, anh em tháo ra từ bãi sắt vụ này đó để mà photo copy được cái mạch này sang cái mạch của mình dễ làm nhất thì anh em cứ kiếm cho mình đủ những cái linh kiện này một phép này thì anh em sẽ kiếm được ở trên cái điều tốc xe đạp điện đây rồi cái này ra sắt vụ thì mua đầy luôn con opto tô này con opto tô là chính cái con vuông vuông này anh em có thể kiếm ở trong những cái mạch điện tử nhé là nó sẽ có à, anh em nào mà không biết tìm cái con ô uh, tô 817 này thì anh em uh, kiếm ở trên những cái mạch điện tử hoặc anh em tra google thì sẽ ra hoặc là anh em mua luôn mua hẳn luôn nhớ nhá nếu mà mua thì anh em mua thêm cho mình một con nữa là con 7805 chính là cái con nó nằm ở ngoài cùng này ở đây mình hàn sẵn này cho anh em dễ hiểu này tại vì chỉ nó sẽ rất là lâu video nên là mình hàn, hàn sắn thế này cái này thì đơn giản thôi có hai con linh kiện anh em sẽ kiếm khó một xíu đấy là con à, 7805 này là cái con hạ áp từ nguồn 12V xuống 5V thì nó là cái con ở ngoài cùng này cái con mà mình đã cách ly này cách ly hoàn toàn nhá kể cả con ốc này mình bắt mình lót một cái đềm cao su này, này để mình cách ly để cách ly với cái hàng một phép này không chạm chập gì đâu cả đó à, con Opto tô này này con Opto tô ở trên cái mạch này thì anh em sẽ kiếm ở trong những cái mạch radio mạch điện tử mạch tv hoặc là mạch nguồn đa số nó sẽ ở trong những cái mạch nguồn nó sẽ có này là cái con này đấy, con mình đang để đây đấy chân số 1 với số 2 thì nó sẽ nằm phía bên này chân số 3 số 4 nó nằm phía bên này đây anh em để ý này thì anh em nào chưa biết sơ đồ thì mình có để sơ đồ trong phần mô tả nhé Ở đây mình lắp khoảng tầng 10 con mắt phép này 2, 4, 6, 8, 10 và một con 7, 8, 0, 5 nó nằm ở vị trí này ở ngoài cùng để mình lấy điện áp 5V để kích cho chân số 1. Thì uh, MOSFET anh em về hàn như thế này cho mình. À, uh, MOSFET thì nó sẽ có 3 chân nhá. 1, 2, 3 này. Đấy. Con nào cũng ít hệt như thế này đâu. 1 này, 2 này, 3 này. Thì chân số 3 anh em hàn với nhau này. Đấy, tất cả thì chân số 3 anh em hàn hàn với nhau. Đó, tất cả chân số 3 hàn với nhau này. Đây là cái cực để nó lấy điện áp vào. Lấy điện uh, từ âm bình vào ấy thì vào chân số 3 thì tất cả anh em hàn thật dày vào nhé hàn qua một cái sợi đồng thật to này à, chân số 1 thì anh em hãy hàn tất cả chân số 1 với nhau số 1 hàn với với nhau tất cả này thì chân số 1 nó chính là cái chân kích thì anh em hàn à, sợi đồng bình thường cũng ok rồi à, sẽ đấu từ chân số 1 sang chân số 3 bằng một con điện trở 1k Đấy, điện trở 1k thì anh em kiếm trong này cũng có này hoặc mạch tv cũng có rất nhiều Đấy, điện trở 1k nhá từ đây sang chân số 3 chân số 1 sang chân số 3 này Chân số 2 thì anh em bắt chung với nhau rồi là cái mặt lưng này. Chân số 2 nó là cái mặt lưng này nhá. Đấy, mặt lưng này thì anh em sẽ lấy điền áp ra để hàn. Thì mình hàn sẵn thế này để cho các bạn chụp màn hình lại các bạn làm giống y hệt như mình là được nhá. Điện trở 1k này, opto 817 này và một con 7805 được cách ly hoàn toàn mặt lưng luôn. Đấy, gắn vào đây. Rồi vào một con tụ. Như vậy là xong rồi. Đã có một cái mạch y hệt thế này, mình đã photo copy sang này nhá. Nhưng mà sao trên này có cái còi nó có con chip nữa mà bên này ông không copy qua À anh em thắc mắc là cái còi với con chip này Con chip này nó chính là con chip tham nó điều khiển cái dòng sạc à, cái, cái dòng xả của cái đầu kim hàn này Thì con con chip này anh em sẽ không lập trình được không kiếm được ở đâu ra cả Thì mình sẽ có một cái cách anh em không cần tới con chip này mà Nó vẫn kích hoạt được cái này hoạt động như bình thường Đấy, Bằng con tô này luôn nhá Vẫn có một cách ông kiếm tôi một cái loa đi càng to càng tốt Loa này được không ơi À, loa này được đấy anh em cứ kiếm cho mình con loa nào càng to càng tốt đấy con loa này nó bây giờ nó sẽ đảm nhiệm là như một con chip ở bên này đấy, như một con chip bên này mình đáng photo copy sang cái mạch này mà thì con loa này nó chức năng là như vậy nhá đó các bạn hàng như thế này nhá hai dây của con loa đang sống này đi vào hai dây con ô tô ở ngoài này đấy ô tô này hai con dây này rồi bây giờ ông gắn vào bình là nó có thể hoạt động được rồi ở đây chính là cái điền âm vào này cái cực này là cực điền âm vào nhé và đây là cái cực điền âm ra ông tháo cái kim hàn này ra đi tháo tháo cái kim hàn này ra để bỏ sang bên này ok thì về đấu dây thì các bạn lưu ý này cái chân âm này này cái chân âm này nó không được chạm vào cái chân số chân số ba này của con một phép này nó không được chạm vào chân số 2 nữa nhá nó phải cách biệt và đấu vào chân âm này số 3 và chân âm phải cách biệt với chân số 2 không được chạm này đấy nó có một cái khe hở thế kia gắn vào đây đó bây giờ là có thể hàn được rồi ông hàn đi thì để hàn cái này đây, đây là một cái cách hướng dẫn đơn giản nhất mà nó rẻ nhất nên là để mà hàn được thế này thì cần phải có hai người hai người một người gó vào cái loa này này để nó tạo ra cái điện để kích hoạt cái con tô kia thì mới hàn được đây vì ví dụ mình cho các bạn xem nhá đây mình gó vào loa này đấy tiếp đi tiếp cứ tiếp mấy mấy mối vào xem thế nào đấy té lửa này tiếp một mối vào đây nữa xem đừng 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 hàn lại điểm cũ nữa hàn tiếp cái điểm mới đi rồi Đấy, anh em thấy nó té lửa ra đúng không? Thì đây là chất lượng mối hàn nhá. mối hàn không không cháy đâu. Đó, không cháy nhá, cũng y hệt như cái mẹ hàn kia thôi. Thì uh, bây giờ mình sẽ kiểm tra là cái chất lượng mối hàn như thế nào. Cái này phải bắt buộc phải tùy vào cái người hàn nữa. Nếu như anh em mà gõ mảnh này thì nó sẽ cho ra được cái dòng sạc à, dòng xả này ở đây cao thì mối hàn nó sẽ đẹp hơn. Và thứ hai nữa là nếu mà tùy mảnh quá ấy thì nó sẽ không dính đâu, tùy ở cái mức vừa phải thôi. Khi anh em tùy cái que hàn này vào này, Đấy, dí vào đây thì anh em dí quay hàn ở mức vừa khéo đấy nhé, không được dí mạnh quá dí mạnh quá nó cũng không hít đây quản thêm này giật đi giật ra giật chéo ra à, đấy chắc lắm anh em giật mà nó dính cả cái, cái 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 kém hàn này này mà nó rách đấy. cả cái kém hàn này là cũng khá là ok rồi đấy, dành cho anh em nào đóng pin tại nhà đấy, thử thử tiếp đi cái này này anh em đã chọn cái bình quy nó to to một xíu thì nó sẽ xả tốt hơn đấy, cái này thì phải mài này ở đây mình đang nhô nhô thế này. Đây dí vào đây Không được tùy mảnh quá nhá Không được hàn lại cái điểm cũ luôn Đây mình sẽ gó vào đây thì nó sẽ hàn được này Đấy anh em thấy té lửa ra chưa Đấy không được không được hàn lại những cái điểm cũ mà anh em đã đã chấm rồi Đấy cứ gó vào cái loa này nó sẽ hàn được Cách này là cách cực kỳ đơn giản Anh em chế một cái máy hàn sau pin nó ít hệt như nhận, trên thị trường luôn Đấy, anh em thấy té lửa ra chưa Mối hàn này không bị cháy nhá Mối hàn rất là sáng Đó các bạn thấy này Hơi tối nhỉ những cái điểm cháy là điểm hàn đầu tiên này ở đây mình mới hàn hai điểm thôi đấy mua hàn rất sáng luôn cháy thế này thì nhà không đỡ phải mua cái mạch này nhỉ ừ, đúng rồi anh em nhưng mà mua mạch thì nó sẽ xì hơn anh em ạ nói nói chung là cái nào bỏ tiền ra mua thì nó sẽ xì hơn mạch thì anh em sẽ có những cái tham này, và chất lượng mối hàn thì nó sẽ tốt hơn cái này là cái này là cái cách đơn giản anh em biến thành một máy hàn thôi nhưng mà cái này chi phí nó thấp đúng rồi anh em tìm cái này chi phí cực kỳ thấp Đấy thì anh em mà nào chưa biết sơ đồ thì mình có để sơ đồ mạch trong phần mô tả nhé Hoặc là link mua những cái link kiện anh em còn thiếu thì mình sẽ để trong phần mô tả quản vào mua luôn Ok chào anh em nhé Anh em nhớ làm theo như của mình là sẽ được hoàn toàn 100% luôn Chào anh em nhé